Nhận định bóng đá Fulham với Tottenham. 1 giờ ngày 5 tháng 3, đá sớm vòng 33 ngoại hạng Anh. Chiến thắng trước Fulham hôm nay sẽ giúp Tottenham lần đầu tiên trong năm 2021 thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League. Với cá nhân Harry Kane, được gặp đối thủ yêu thích nhất sự nghiệp quả là cơ hội tuyệt vời để anh giải tỏa. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thật khó tin khi năm 2021 đã trôi qua tới 3 tháng, tương đương 10 trận Premier League, mà Tottenham của Jose Mourinho vẫn chưa có nổi lần nào thắng được 2 trận liên tiếp. Thiếu ổn định ở khía cạnh chiến thắng, nhưng Spurs lại khá ổn định ở khoản thất bại. Trong 10 trận Premier League của năm 2021, Tottenham đã trải qua tới 2 lần thua theo mạch, một lần 2 trận liên tiếp và lần còn lại kéo dài 3 trận liên tiếp. Cũng chính vì vậy đối với Jose Mourinho lúc này, việc thắng được 2 trận liên tiếp tại Premier League có ý nghĩa tương đối quan trọng. Nó phần nào sẽ củng cố thêm tự tin cho tập thể Spurs trong hành trình về đích mùa bóng này. Hôm nay chính là cơ hội. Fulham dạo gần đây không hề dễ bắt nạt. Sau khi trải qua 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng thì 5 trận Premier League gần đây, đội chủ sân Craven Cottage không thua trận nào, trong đó có 2 chiến thắng. Khát vọng chạy khỏi khu vực cầm đèn đỏ đang thôi thúc Fulham chiến đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ trước một Fulham, bất kể là sân nhà hay sân khách, đều cực kỳ máu lửa trong khâu tấn công. 5 trận gần đây, Fulham đều kiểm soát bóng và tung ra số pha dứt điểm nhiều hơn đối thủ. Ví dụ như trận gặp Crystal Palace hôm 28 tháng 2 vừa qua, dù thi đấu ở vị thế đội khách nhưng Fulham cầm bóng tới 60% và tung ra tận 16 pha dứt điểm, trong khi đó đội chủ nhà Crystal Palace chỉ có vỏn vẹn 3 pha dứt điểm. Trận làm khách của Everton hôm 14 tháng 2 cũng là một ví dụ tiêu biểu. Everton của Carlo Ancelotti đâu dễ bắt nạt mà Fulham vẫn cầm bóng nhiều hơn và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn đội chủ nhà. Nhờ vào một hàng công hưng phấn mà áp lực về phía hàng thủ Fulham cũng giảm đáng kể, giúp họ có được thành tích chỉ thủng lưới đúng một bàn ở 5 trận Premier League gần nhất. Tuy nhiên, sẽ là vô cùng nguy hiểm nếu Fulham giữ nguyên cái nửa này trước Tottenham. Jose Mourinho rất giỏi trị những đối thủ hăng say tấn công và luôn thích kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ như Fulham. Lối chơi của Fulham rơi vào vùng ưa thích của Mourinho, còn mảnh lưới của Fulham thì chính là chân ái trong mắt Harry Kane. Trong 20 câu lạc bộ Premier League dự Premier League mùa này thì Fulham chính là đội bóng mà Kane có được hiệu suất ghi bàn tốt nhất. Kane đang đạt hiệu suất ghi trung bình tới 1,5 bàn thắng vào lưới Fulham tại Premier League. Đối thủ yêu thích thứ nhì của Kane mùa này là Leicester, với trung bình 1,45 bàn trận đối đầu. Đây đồng thời đang là thời điểm mà Kane rất cần bàn thắng. 7 trận Premier League gần đây Kane chỉ ghi được 2 bàn, hiệu suất tệ nhất của anh trong mùa bóng này. Được gặp đối thủ ưa thích, hy vọng sẽ mở lại phong ấn cho cầu pháo lợi hại nhất Spurs. Lịch sử cũng dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Tottenham. 14 trận gần nhất gặp Spurs, Fulham chỉ thắng đúng 1 trận, hòa 3 và thua tới 10 lần. Dự đoán Fulham với Tottenham 0-2.